Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 9 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đẩy mạnh quảng bá xúc tiến du lịch tiêu thụ nông sản Hưng Yên với thủ đô Hà Nội. Gặp gỡ nhân chứng lịch sử ngày giải phóng thủ đô Hà Nội. Hưng Yên phát triển hạ tầng số, đặt nền móng cho chuyển đổi số toàn diện. Tăng cường quản lý thu, đóng góp đầu năm học. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo báo chí quý tư năm 2024. Đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Quý 3 năm 2024, hoạt động ngành tuyên giáo tỉnh Hưng Yên đã đạt được những kết quả nổi bật, như Ban Tuyên giáo các cấp đã tập trung tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo, định hướng về công tác tuyên giáo, kịp thời tham mưu cấp ủy công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng đạo đức, phát hiện nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến, tích cực tuyên truyền, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch, thông tin giả, sai sự thật. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Hồng Vận đề nghị Ban Tuyên giáo các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần chủ động tham mưu cho cấp ủy các nhiệm vụ lĩnh vực công tác tuyên giáo, tích cực triển khai các nghị quyết chỉ thị của Đảng, sự kiện chính trị quan trọng, các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội như khắc phục sau thiên tai, đầu tư cơ sở hạ tầng, sản xuất của doanh nghiệp. Đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương, đơn vị tăng cường công tác theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội trong cán bộ đảng viên và nhân dân để kịp thời giải quyết ngay những vấn đề nảy sinh ngay tại cơ sở, nhất là các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, chủ động đấu tranh với các tin bài có nội dung xuyên tạc chống phá đảng và nhà nước của các đối tượng thù địch trên mạng xã hội. Sáng nay, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương tổ chức trực tuyến diễn đàn kinh doanh và pháp luật năm 2024 với 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Dự diễn đàn tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Với chủ đề chung tay giải quyết các vấn đề pháp lý, góp phần tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, các diễn giả, đại diện các bộ ngành, đại diện các địa phương doanh nghiệp và các tổ chức đại diện doanh nghiệp tập trung thảo luận hai vấn đề lớn. Các vướng mắc pháp lý về trình tự thủ tục các dự án đầu tư có sử dụng đất và giải pháp tháo gỡ, các vướng mắc pháp lý về thuế và giải pháp tháo gỡ. Qua đó, những điểm còn bất cập do mâu thuẫn không tương thích giữa các văn bản pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng và vướng mắc trong các quy định cũng như tổ chức thực hiện. Về trình tự, thời gian chuẩn bị đối với các dự án đầu tư, thời gian thực hiện các thủ tục cấp phép thực tế hiện nay kéo dài, làm chậm quá trình đầu tư, gây ảnh hưởng khó khăn cho doanh nghiệp. Kết luận diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long yêu cầu các bộ ngành nghiên cứu cầu thị, xem những cái gì tiếp thu được thì chỉnh lý đưa vào văn bản, cái gì không được thì giải trình một cách thỏa đáng và nghe được. Đồng thời, mong muốn các doanh nghiệp doanh nhân thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, nhiệm vụ trong quá trình sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật. Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Luật phòng chống mua bán người sửa đổi, Luật di sản văn hóa sửa đổi. Các đồng chí Nguyễn Bật Khánh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn gồm 5 chương 61 điều, cụ thể hóa các chính sách thành yêu cầu quy phạm pháp luật trong hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn. Dự thảo Luật phòng chống mua bán người sửa đổi gồm 8 chương 66 điều. So với luật hiện hành, dự thảo luật giữ nguyên số chương, sửa đổi bổ sung 52 trên 58 điều, xây dựng mới 9 điều. Đối với dự thảo luật di sản văn hóa sửa đổi gồm 9 chương 101 điều, tăng 2 chương 27 điều so với luật hiện hành. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung góp ý một số vấn đề như cần xác định rõ mối quan hệ giữa quy hoạch đô thị và nông thôn với các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch, quy định rõ đối tượng lấy ý kiến, trách nhiệm lấy ý kiến của các tổ chức nhà nước và cộng đồng dân cư, cần quy định cụ thể về việc bảo vệ, bảo quản bảo vật quốc gia, xác định rõ quyền và trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân trong hoạt động kinh doanh dịch vụ di sản văn hóa, xác định nạn nhân bị mua bán theo quy định của Luật phòng chống mua bán người năm 2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, chế độ hỗ trợ nạn nhân chưa phù hợp với thực tiễn.
Để chuyển đổi số thành công thì hạ tầng số phải đi trước một bước. Xác định yếu tố hạ tầng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả và sự bền vững của chuyển đổi số. Đề án chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã tập trung phát triển hạ tầng số, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu về kết nối và xử lý dữ liệu. Chủ đề chuyển đổi số của năm 2024 là phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số, động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động. Ngay từ đầu năm, Hưng Yên đã đầu tư 140 tỷ đồng cho lĩnh vực chuyển đổi số, trong đó một phần quan trọng là đầu tư về hạ tầng số. Đẩy nhanh tiến độ rà soát sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của tỉnh. Khẩn trương rà soát tái cấu trúc chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ ở tất cả các cơ quan đơn vị và các địa phương gắn với rà soát chuẩn hóa cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, ưu tiên đầu tư nâng cấp hiện đại hóa, đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và trước mắt là thực hiện đề án 06 này. Nhất là các trang thiết bị tin học ở cơ sở, đặc biệt là ở bộ phận một cửa. Hạ tầng số bao gồm hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin và hạ tầng trung tâm tích hợp dữ liệu. Đến nay, 100% cơ quan hành chính nhà nước sử dụng hiệu quả hệ thống mạng nội bộ kết nối Internet băng thông rộng. Mạng lưới cáp quang được lắp đặt đến 100% thôn tổ dân phố, trong đó trên 90% hộ gia đình sử dụng dịch vụ truy cập Internet băng rộng tốc độ cao. Toàn tỉnh có trên 1.000 trạm thu phát sóng thông tin di động truy cập Internet đến 100% thôn tổ dân phố, trong đó trên 70% thuê bao có sử dụng dịch vụ truy cập Internet 3G và 4G, có trên 1,3 triệu thuê bao điện thoại và trên 1 triệu thuê bao Internet, có trên 85% người trưởng thành sử dụng điện thoại thông minh. Công tác đảm bảo an toàn thông tin được đẩy mạnh. Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh được vận hành thông suốt, ổn định, an toàn thông tin các hệ thống phần mềm quản lý chuyên ngành. Theo đánh giá của ngành chức năng, hạ tầng số trên địa bàn tỉnh hiện nay cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu kết nối, sử dụng dữ liệu của chính quyền, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Khám bằng thẻ căn cước thì nó bớt cái tập trung đông, giảm cái chờ đợi của chúng tôi. Nộp thuế điện tử so với trước đây ấy, thì nó lợi ích rất nhiều. Thứ nhất là không phải ra ngân hàng, ra kho bạc mà làm trước kia. Cái thứ hai ấy, là có thể nộp bất kỳ lúc nào, 24/7 luôn. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng cường chất lượng kỹ thuật, khả năng đáp ứng của hạ tầng số, xây dựng và phát triển hạ tầng số tỉnh đồng bộ với hệ thống kết cấu hạ tầng các ngành và lĩnh vực. Để phát triển hạ tầng số, các sở ban ngành và các địa phương cần phải phát triển cái hạ tầng số một cách đồng bộ với đầy đủ các trang thiết bị cũng như các nền tảng số. Thứ hai đó là triển khai và sử dụng các cái nền tảng số trên công nghệ điện toán đám mây để giúp nâng cao cái khả năng truy cập cũng như là lưu trữ, quản lý cái hạ tầng số một cách hiệu quả và tối ưu hơn. Người dân tích cực sử dụng các cái thiết bị số để sử dụng các cái dịch vụ số thay thế dần cho các dịch vụ mà sử dụng bằng phương thức truyền thống là trực tiếp. Nếu ví chuyển đổi số là ngôi nhà thì hạ tầng số chính là nền móng. Do đó, với việc đầu tư xây dựng hạ tầng số vững chắc và sự quyết tâm, quyết liệt của cả hệ thống chính trị thì quá trình chuyển đổi số diễn ra nhanh chóng và đạt được những kết quả bền vững. Nằm tiếp giáp với thủ đô Hà Nội, Hưng Yên có rất nhiều lợi thế để quảng bá, xúc tiến du lịch, đồng thời tiêu thụ các loại nông sản cho giá trị kinh tế cao. Ngoài đi theo các đoàn lữ hành đến tham quan các danh lam thắng cảnh nổi tiếng tại Hưng Yên, hàng năm tỉnh đón hàng chục nghìn du khách của thành phố Hà Nội du lịch trên sông Hồng, tham quan khu làng nghề tại huyện Văn Giang, đền Đa Hòa, xã Bình Minh và đền Hóa, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, nghe hát chống quân Dạ Trạch. Đây là những công trình di tích có kiến trúc đặc sắc gắn với thiên tình ca bất tử của Đức Thánh Chử Đồng Tử và Công Chúa Tiên Dung, đồng thời thăm các trang trại gà Đông Tảo, một giống gà quý dùng để tiến vua ngày xưa. Tiếp đó, các du khách tham quan khu di tích đặc biệt quốc gia Phố Hiến, thưởng ngoạn các vườn nhãn khi vào mùa nhãn. Cuối năm 2023, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tham gia sự kiện Không gian Văn hóa Du lịch Hưng Yên với chủ đề Hành trình khám phá lan tỏa, quảng bá giới thiệu đến du khách trong nước và quốc tế về các điểm đến du lịch nổi tiếng của Hưng Yên tại phố đi bộ, khu vực Hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó, Sở Công Thương Hưng Yên cũng nhiều lần tổ chức các tuần lễ phiên chợ nhãn lồng, cam, vải Hưng Yên tại các trung tâm triển lãm để quảng bá và tiêu thụ các sản vật của Hưng Yên tới người tiêu dùng thủ đô Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn,
là một cựu tù hỏa lò tham gia phong trào thanh niên yêu nước và được chứng kiến thời khắc lịch sử của thủ đô 70 năm về trước. Đến nay dù đã cao tuổi, tức đã yếu, song ông Dương Tự Minh, con trai út của cố giáo sư Dương Quảng Hàm, quê ở xã Mễ Sở, huyện Phan Tang, vẫn nhớ như in không khí ngày Hà Nội rực rỡ cờ hoa, chào đón đoàn quân trở về tiếp quản thủ đô ngày 10 tháng 10 năm 1954 lịch sử. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức yêu nước, ngay từ khi 12-13 tuổi, ông Minh đã theo chị gái tham gia vào tổ chức học sinh kháng chiến, sau đó là được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cứu quốc Hà Nội. Hai lần bị địch bắt, tra tấn ở Sở Bật Thám và bị giam tại nhà tù Hỏa Lò. Song ngay cả khi ở trong tù, ông và các bạn vẫn tích cực tham gia hoạt động do chi bộ nhà tù chỉ đạo như dạy học, văn nghệ kháng chiến. Cuối năm 1953, khi được tạm tha chờ ngày xét xử, ông được tổ chức đoàn đưa ra vùng tự do học tập rồi tiếp tục trốn lệnh truy nã, trở về hoạt động bí mật tại Hà Nội. Quay trở về Hà Nội để hoạt động. Mà lúc này là chúng tôi thuộc cái loại mà gọi là trốn truy nã, bởi vì nó bắt là tức là hàng tháng thì là phải đến trình diện, nhưng mà chúng tôi là trốn. Vì thế cho nên đoàn thanh niên mới giới thiệu lên một cái nhà, nhà ông thợ giày ở Lương Yên. Không khí Hà Nội rất là sôi động, bởi vì thì là cái Điện Biên Phủ thì là nó làm cho nức lòng người dân. Thế sau là hội nghị Geneva và lại quy định cái ngày mà ta vào tiếp quản thủ đô, cho nên tức là nó gây một cái tâm lý rất là phấn khởi trong những người dân mà ủng hộ kháng chiến. Khoảng 2 tuần trước ngày giải phóng, lực lượng địch gần như tan rã hoàn toàn. Nhóm ông Minh đã tập hợp học sinh may cờ làm băng rôn trong nhiều ngày để đón chờ ngày bộ đội về tiếp quản thủ đô. Rất đông người dân, các bà rồi thì là các cụ ông, cụ bà rồi cùng mọi người dân ra ra tặng hoa cái đoàn đó. Rồi còn như một cái khối của chúng tôi chỉ có một điều tức là cái khối hoạt động bài bản nhất, tức là vẫy cờ cũng theo tiếng hô, vẫy cờ rồi hát liên tục, cực kỳ cảm động. Đến cái lúc mà quân ta đã diễu hành mà đi đến tận mãi xa xa, đến tận lúc mà khuất không trông thấy, thì mọi người mới vỡ òa, mới tan hàng ngũ. 70 năm trôi qua, từ thời khắc đặc biệt giải phóng thủ đô, thời khắc đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử ngàn năm văn hiến của Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội. Ông Dương Tự Minh hiện sinh sống tại tầng 2 ngôi nhà số 98 Hàng Bông, chính là căn nhà của đại gia đình cố giáo sư Dương Quảng Hàm xưa kia, nơi đã từng nuôi dấu cán bộ kháng chiến và được trưng dụng làm cơ sở in ấn tờ báo bí mật Nhựa Sống. Tầng 1 của căn nhà trước đó đã được giáo sư Dương Quảng Hàm hiến tặng cho nhà nước. Những ngày này, nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô được diễn ra, càng khiến ông Minh thêm tự hào về lịch sử trong quá khứ, cũng như sự phát triển vượt bậc của Hà Nội, thành phố vì hòa bình hôm nay. 9 tháng đầu năm, huyện Kim Động thực hiện giải phóng mặt bằng được gần 70 hectare trong tổng số 290 hectare cần giải phóng mặt bằng trong năm 2024. Những tháng cuối năm, huyện tập trung cao độ chỉ đạo quyết liệt các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm trên địa bàn. Năm 2024, huyện Kim Động thực hiện giải phóng mặt bằng 38 dự án, trong đó gồm 4 dự án cụm công nghiệp trọng điểm với tổng diện tích 235 ha. Đến nay, cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão Nghĩa Dân hoàn thành 97% diện tích. Cụm công nghiệp Chính Nghĩa đã ban hành thông báo thu hồi đất cho 56 ha. Cụm công nghiệp Đặng Lễ đã thu hồi trên 42 ha. Cụm công nghiệp Kim Động đã ban hành phê duyệt và chi trả bồi thường trên 32 ha. Đối với 16 dự án khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, hiện huyện đã hoàn thành giải phóng mặt bằng tại các xã Hùng An, Hiệp Cường, thị trấn Lương Bằng, Vũ Xá. Hiện huyện Kim Động đang đẩy nhanh tiến độ rà soát, công khai phương án và ban hành phương án thu hồi đất của các dự án đầu tư công, nhất là các dự án giao thông như dự án xây dựng tuyến đường bên, đường nối hai cao tốc, dự án xây dựng đường Chính Nghĩa, Phú Cường, dự án xây dựng tuyến đường DT377. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hiệp hội Làng nghề Việt Nam phối hợp với Cục Công thương địa phương và Sở Công thương tỉnh Hưng Yên đã tổ chức hội thảo nâng cao năng lực marketing xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Làng nghề Việt Nam.
trong bối cảnh xuất khẩu còn khiêm tốn, marketing và đa dạng sản phẩm thủ công mỹ nghệ được xem là chìa khóa để thúc đẩy tiêu thụ và phát triển bền vững. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về các giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà nước với phát triển sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, làng nghề, định hướng trong sản xuất thủ công mỹ nghệ, thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực marketing ở các doanh nghiệp xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ, tình hình cạnh tranh trên thị trường hàng thủ công mỹ nghệ, xu hướng trao đổi hàng thủ công mỹ nghệ trên thế giới, đa dạng hóa các mặt hàng và hình thức xuất khẩu. Hoạt động marketing xuất khẩu đang được các doanh nghiệp quan tâm là yếu tố then chốt giúp đưa các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề đến với thị trường nước ngoài. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện có 62 làng nghề, trong đó có 45 làng nghề đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận. Tổng số cơ sở hoạt động kinh doanh trong các làng nghề là trên 17.000 cơ sở, tạo việc làm cho gần 45.000 lao động. Doanh thu của các cơ sở trong làng nghề đạt gần 7,5 nghìn tỷ đồng, góp phần nâng cao đời sống người lao động. Đến nay, toàn tỉnh có 22 sản phẩm của các làng nghề tham gia đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn tồn tại khó khăn, thách thức trong việc tiêu thụ sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đặc biệt là công tác xuất khẩu. Thu chi đóng góp đầu năm học là vấn đề nóng được cả xã hội quan tâm trong những ngày đầu năm học mới. Nhiều nhà trường trên cả nước đã lạm dụng thu góp quá mức gây bất bình trong dư luận. Để tăng cường quản lý, Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cừ đã chỉ đạo ngành giáo dục tăng cường kiểm tra, rà soát các khoản thu góp đầu năm tại các nhà trường trên địa bàn huyện. Đây là buổi kiểm tra đột xuất của các cán bộ phòng giáo dục, đào tạo và phòng tài chính huyện Phù Cừ liên quan tới các khoản thu chi đầu năm học tại trường Trung học cơ sở Minh Tiến. Trước đó, trên vài trang mạng xã hội đã phản ánh vấn đề học thêm bất thường của giáo viên chủ nhiệm của trường. Tuy nhiên, tại buổi kiểm tra, nhà trường đã cơ bản tuân thủ đúng quy trình thu góp đầu năm, minh bạch công khai các khoản thu và cơ bản có được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh tại biên bản họp phụ huynh. Trung bình mức thu của một học sinh trong trường là 610.000 đồng. Vào đầu năm học thì nhà trường đã xây dựng dự toán kế hoạch chi thu và từ đó thì đưa ra các khoản thu góp triển khai họp chi bộ, họp hội đồng trường. Thế sau đó thì nhà trường sẽ triển khai họp cha mẹ học sinh toàn trường thông qua các khoản thu góp đấy để xin ý kiến, lấy ý kiến thống nhất với cha mẹ học sinh. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã hướng dẫn, chỉ đạo các nhà trường làm đúng quy trình thu các khoản thỏa thuận, phải tuân thủ các bước xây dựng, thống nhất, lấy ý kiến về dự toán thu chi, báo cáo địa phương thông qua dự toán thu chi. Tất cả các khâu phải đảm bảo công khai, minh bạch. Ngoài ra, ban đại diện cha mẹ học sinh cũng tham gia trong quá trình thu chi, đặc biệt công tác xã hội hóa trong nhà trường. Huyện cũng yêu cầu các trường sử dụng tài khoản ngân hàng, không dùng tiền mặt khi thu đóng góp để tránh những trường hợp không minh bạch. Chúng tôi thì cũng thực hiện thu chi các khoản được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân huyện, gồm có các khoản bảo hiểm, nước và vệ sinh. Nếu có phát hiện ra những cái vấn đề gì đó mà không hợp lý, không thỏa đáng thì có đề nghị các nhà trường thực hiện lại cho đúng, thậm chí là có đề nghị thoái thu các khoản thu nếu như nó chưa thực sự là phù hợp. Tuy nhiên cũng có những cuộc gọi điện phản ánh và thắc mắc thì cơ bản góc độ chuyên môn thì Phòng Giáo dục Đào tạo cũng đã giải thích và cũng đề nghị nhà trường khắc phục ngay rồi. Thời gian tới, huyện Phù Cừ tiếp tục chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Phòng Tài chính huyện đi kiểm tra đột xuất các trường trên địa bàn huyện. Huyện cũng lập các đường dây nóng để tiếp nhận những phản ánh của phụ huynh học sinh khi có dấu hiệu bất thường. Vừa qua, chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh tổ chức sự kiện tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi. Tham dự sự kiện có hơn 300 đại biểu là đại diện lãnh đạo Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, lãnh đạo cán bộ ngân hàng nhà nước, đại diện một số ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh, cùng ban giám hiệu, giảng viên, sinh viên, trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh. Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại Hà Nội đã tuyên truyền những nội dung cơ bản về chính sách bảo hiểm tiền gửi, chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi, những điểm mới và các hoạt động nghiệp vụ của bảo hiểm tiền gửi, cách phân biệt giữa bảo hiểm tiền gửi và các loại hình bảo hiểm thương mại khác. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của các tổ chức tín dụng, đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng. Việc tổ chức sự kiện tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi rất thiết thực và có ý nghĩa, phù hợp với định hướng của Ngân hàng Nhà nước về công tác tuyên truyền các chính sách tài chính, tiền tệ, từ đó đưa bảo hiểm tiền gửi đến gần hơn với người gửi tiền, góp phần thúc đẩy huy động vốn, xử lý khủng hoảng tài chính và đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh hoạt động ngân hàng.
Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.